Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị khán giả có những ngày xuân bình yên và an toàn. Cùng nhau chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình 60 giây sáng mai. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 13 tháng 2, tức mùng 2 Tết. Mời